Trước sự xuất hiện của hai trường hợp nhiễm bệnh do SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng, vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai giãn cách xã hội nhằm tránh dịch bệnh lây lan. Sau khi lệnh giãn cách xã hội được thực hiện, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng người đổ ra đường phố Đà Nẵng bắt đầu giảm hẳn so với mọi ngày. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, các quán cà phê tại các trục đường lớn như Lê Duẩn, Lê Lợi tuy có khách nhưng số lượng người không đáng kể, chỉ khoảng từ 10 đến 15 người. Một số nhà hàng giáp biển đường Võ Nguyên Giáp cũng áp dụng lệnh giãn cách, hạn chế lượng khách ra vào. Các quán karaoke, spa đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Tại các bãi biển, qua quan sát trong chiều nay, lượng người đổ ra biển giảm hơn một nửa so với ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn chiếm tỷ lệ cao. Thoải mái cũng bình thường. Anh cảm thấy có một cái gì trở ngại. Lúc đầu mà nghe thì cũng thấy sốc thiệt. Nhưng mà mình nghĩ đây cũng đâu có gì đâu. Mình bao nhiêu ca rồi. Không. Bây giờ mình kỹ. Mình kỹ lưỡng chút. Mình chỉ có khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Những cái khu nào mà mình thấy không ổn thì mình cũng không nên tới. Mình thì cũng không quá lo lắng. Nói chung mình tự bảo vệ bản thân mình. Thì ví dụ đông quá thì mình giãn cách ra chút xíu theo đúng yêu cầu của bên chính phủ thôi. Thì đừng tập trung đông quá. Ở đây mình thấy tuy có nhiều người nhưng mà mình cũng dễ dãi ra xíu thì vẫn ok. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu từ 13 giờ ngày 26 tháng 7, người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.